hướng dẫn khai báo y tế điện tử. Khai báo y tế điện tử phục vụ người dân có thể nhanh chóng, thuận tiện khai báo y tế trong quá trình đi và đến tại các địa điểm yêu cầu khai báo. Khai báo y tế điện tử hỗ trợ kịp thời công tác truy vết, xác định địa điểm, lịch trình di chuyển các nguồn lây khi có các ca nhiễm trong cộng đồng, giúp sớm ngăn chặn và kiểm soát dịch. Khi thực hiện khai báo điện tử, người dân sẽ tiết kiệm thời gian thực hiện khai báo so với khai báo giấy, có thể chủ động khai báo tại nhà. Hiện nay, có rất nhiều hình thức để khai báo y tế. Ngoài việc khai báo y tế tại các trạm y tế, người dân có thể khai báo qua ứng dụng nCoV, Bluezone, Vietnam Health Declaration hoặc khai báo y tế trên trang web http://tờkhaiyt.vn. Các thông tin của người khai báo đều được bảo mật chỉ với mục đích trong phòng chống dịch. Quý vị có thể quét mã QR code khi xem truyền hình Tây Ninh để kết nối đến landing page tại địa chỉ ttv11.com.vn để khai báo y tế trực tuyến và tải các ứng dụng khai báo y tế điện tử. Hướng dẫn khai báo y tế qua ứng dụng nCoV. Bước 1. Tải ứng dụng nCoV trên thiết bị di động, đối với hệ điều hành iOS vào App Store, đối với hệ điều hành Android vào CH Play. Nhấn vào biểu tượng tìm kiếm, gõ vào ô tìm kiếm dòng chữ nCoV, sau đó ấn tải. Bước 2. Mở ứng dụng nCoV vừa tải về, điền thông tin cá nhân, số điện thoại di động và ấn vào ô lấy mã OTP. Hãy chờ trong vài giây, mã OTP sẽ được gửi vào tin nhắn SMS qua số điện thoại vừa nhập. Bước 3. Nhập mã OTP gồm 6 chữ số được gửi về tin nhắn điện thoại. Tiếp theo bấm xác nhận. Sau khi bấm xác nhận xong, ứng dụng sẽ tiếp tục chuyển sang màn hình khai báo y tế. Quý khán giả hãy điền các thông tin cá nhân của mình vào. Sau khi điền đầy đủ các thông tin, bấm vào nút đồng ý. Tiếp theo, ứng dụng sẽ hiện màn hình khai báo thông tin yếu tố nguy cơ. Quý khán giả hãy check đầy đủ vào các ô, sau đó bấm vào nút khai báo. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành bước khai báo thông tin. Bước 4. Tại trang chủ, quý khán giả hãy nhấn vào khai báo y tế tự nguyện và điền đầy đủ thông tin, địa chỉ email cá nhân và bấm vào nút tiếp tục. Lưu ý, ứng dụng sẽ hiện bảng thông báo về thông tin, mã số bảo hiểm xã hội. Quý khán giả hãy chọn mục phù hợp hoặc có thể ấn vào nút bỏ qua thông báo và bấm vào nút tiếp tục. Lúc này, ứng dụng sẽ hiện bảng thông tin bệnh cá nhân. Quý khán giả hãy check vào những mục có liên quan đến tình trạng sức khỏe của mình, sau đó nhấn gửi thông tin khai báo. Như vậy là quý khán giả đã hoàn thành việc khai báo y tế tại nhà thông qua thiết bị điện thoại thông minh. Ngoài việc sử dụng các ứng dụng để khai báo y tế, quý khán giả có thể truy cập vào website http://tờkhaiyt.vn làm theo các bước hướng dẫn để thực hiện khai báo y tế cá nhân. Hãy tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế và thực hiện khai báo y tế toàn dân để góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.